Chương 2828, điều kiện, 2, tô tính nhìn hai người bọn họ, lạnh nhạt nói, chuyện này các ngươi cứ nghĩ kỹ đi rồi nói tiếp. Thù quán giữa Phật Tông và ta các ngươi cũng biết rồi. Tích lũy của ta mỏng, không có thời gian đi triện đấu với người của Phật Tông. Hoặc là không khai chiến với Phật Tông, còn nếu như muốn khai chiến, thì đó sẽ là cuộc chiến sinh tử. Đại chu các ngươi cùng phải dùng hết thủ đoạn liều chết với Phật Tông. Nghĩ ngợi trong chốc lát, thiết ngạo nói thẳng, chuyện này ta đồng ý, hiện thái độ Phật Tông thể hiện ra đã hùng hổ dọa người lắm rồi. Chờ đợi thêm nữa thì e rằng Đại Chu sẽ hoàn toàn bị người đời quên mất. Triệu Vũ Niên nhìn thiết ngạo, hơi có vẻ kinh ngạc. Chuyện này hắn cứ thẳng thắn quyết định vậy thôi à. Trước khi đến đây, cơ huyền viễn có nói với bọn họ, chỉ cần tô tính không đưa ra yêu cầu quá đáng thì bọn họ đều có thể thỏa mãn hắn. Nhưng vấn đề là bây giờ tô tín cũng không phải đang nói yêu cầu mà là điều kiện. Hơn nữa lại còn là chuyện lớn đến vậy. Thiết ngạo đồng ý một cách tùy tiện thế sao? Ngay cả tô tín cũng nhíu mày, hỏi, thiết ngạo đại nhân, chuyện lớn như vậy ngươi cứ thế mà đồng ý cũng được à? Không cần quay về cùng thương lượng với người hoàng tộc học cơ. Thiết ngạo dững dưng nói, đại chu không phải là đại chu của một người. Trước kia không phải, bây giờ cũng thế chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của Đại Chu, không thể trì hoãn. Coi như hoàng tộc học cơ không muốn đồng ý, ta cũng sẽ bắt bọn họ đồng ý. Nghe được lời này, khóe miệng tô tính lộ ra một nụ cười như có như không. Xem ra bây giờ nội bộ Đại Chu cũng thực sự rất thú vị. Tiết chấn nhạc tấn thăng chân vũ, hoàng tộc họ cơ cũng không có sức mạnh áp chế nội bộ. Ít nhất bây giờ thiết ngạo cũng có gan nói ra những lời này, chứng minh bây giờ trong Đại Chu, lục phiến môn đã hoàn toàn có địa vị ngang hàng với hoàng tộc học cơ nhắc đến hoàng tộc họ cơ bên này tích lũy cũng hãy quá nông cái này không trách được người khác ban đầu cơ hạo điển có thể trấn áp được thế lực khắp nơi ở đại chu một phần là do võ lực của hoàng tộc họ cơ còn một phần khác chính là năng lực của bản thân cơ hạo điển dù sao hắn cũng là nhân vật sáng lập ra đời hoàng triều này đáng tiếc mấy tên con trai của cơ hạo điển không có chí khí. Hơn nữa, cùng với việc thiên địa biến đổi lớn, chân vũ cảnh hoàn toàn không còn trấn áp được một hoàng triều nữa. Hiện tại, hoàng tộc họ cơ ra nông nổi như bây giờ ngược lại cũng khá là dễ hiểu. Lúc này, hoàng bỉnh thành bỗng nhiên đi tới, nói: đại nhân, mấy vị ban chủ thiên hạ thất bang đều ở bên ngoài cầu kiến. tô tính nờ hờ nờ thiết ngạo cùng triệu vũ niên cười như không cười mà nói: hai vị xem ra người sốt ruột cũng không chỉ có đại chu các người hiện tại còn có người sốt ruột hơn cả đại chu ta sẽ ở đây chờ tin tức của các ngươi vậy chuyện đối phó với phật môn cứ cho là chúng ta liên thủ cũng không thể cường công lỗ mãn như vậy cứ phải thảo luận kỹ càng đi đã các người chậm trễ một ngày thì lại thêm một chút biến cố thêm một chút tổn thất thiết ngạo trầm giọng nói yên tâm bên phía đại chu cũng không chịu nổi chậm trễ đâu Đám người thiết ngạo vừa rời đi, Tô Tính nói với Hoàng Bỉnh Thành, dẫn người của thiên hạ thất bang đến hết đây đi. Chỉ qua chốc lát, mấy vị ban chủ của thiên hạ thất bang cũng liền vào. Dĩ nhiên, người của thiên hạ thất bang cũng không phải đều có mặt. Người đến chỉ có địch kim phi của tranh kiếm minh, thẩm vô danh của thất hùng hội, kim cửu nguyệt của niên bang, lưu thiên phóng của kim ngọc lâu, bốn người này mà thôi. Trong đó còn có thêm một tên võ giả dương thần cảnh, song tô tín không nhận ra người này mấy người còn lại hàng thiên sơn của bích huyết thanh sơn đường vì đứng sai bên nên bị thủ hạ của tô tín chém chết còn cái bang lúc này đã là bầy rắn không đầu hữu danh vô thực mặc dù diêm la thiên tử trước đó chính là ban chủ cái bang nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn bỏ đi cái thân phận đó rồi kim nguyên thần ban chủ cái bang đã chết người còn sống chẳng qua chỉ là diêm la thiên tử mà thôi nhâm bình sinh của thất hùng hội cũng là người địa phủ hắn đương nhiên sẽ không đi cùng người khác ở thiên hạ thất bang hắn chỉ có thể nghe theo lệnh của địa phủ huống chi bản thân thất hùng hội cũng chẳng có giả tâm gì cho dù nhâm bình sinh là người địa phủ hắn cũng chẳng hứng thú gì với chuyện này tham kiến tô đại nhân mấy người ở đây đồng loạt thi lễ dù kể cả địch kinh phi cao ngạo cũng thế chỉ có điều những người khác là kính sợ thế lực của Tô Tín. Còn cái mà địch kinh Phi tôn kính chẳng qua là tu vi võ đạo của Tô Tín mà thôi. Tô Tín khoát tay áo, nói, tất cả ngồi đi. Vị này là... Tô Tín nhìn tên võ giả dương thần cảnh xa là kia. Người này mặc đồ võ sĩ màu xanh bình thường. Nhìn dáng vẻ không khác gì võ giả bình thường xông pha giang hồ. Nhưng ánh mắt hắn lại sắc bén, trên mặt mang vẻ sắc bén như ưng hiển nhiên, cũng không phải hạng người dễ dây vào. Chương 2829, Điều kiện, 3, Kim Cửu Nguyệt vội vàng giới thiệu, người này chính là Minh Chủ Bách Đao Minh, Yển Nguyệt Đồ Long, Trần Tứ Hải. Khi cái tên không có mắt hàng thiên sơn ở Bích Huyết Thanh Sơn đường bị Tô Đại Nhân diệt, Bách Đao Minh của Trần Minh Chủ liền cuộc khởi cường thến đã đạt được sự thừa nhận của thiên hạ thất bang chúng ta, trở thành ban phát thay thế cho bích huyết thanh sơn đường. Trần Tứ Hải kia mặc dù nhìn sắc bén, không giống hạng người tầm thường, nhưng võ giả cuộc khởi từ dân gian này hầu như đều là thế. Sau lưng không có thế lực tông môn nào, chỉ dựa vào sức một mình. Ngoài chém giết ra thì cũng không còn cách nào khác. Người không giết người thì người khác sẽ giết ngươi. Có thể đi được đến vị trí của hắn, gần như đã giết hại không ít. Ngày xưa, tôi tính cũng là như thế nhưng đối mặt với tô tín thái độ của trần tứ hải kia lại rất cung kính hắn ngay lập tức đứng dậy chắp tay một cái nói với tô tín uy danh của tô đại nhân tại hạ ngưỡng mộ đã lâu hôm nay có thể được gặp tô đại nhân cũng là phúc ba đời của tại hạ trên giang hồ trần tứ hải cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm tay trắng dựng nghiệp có được bách đao minh lại thừa cơ hội bích huyết thanh sơn đường bị diệt mà cường thế cuộc khởi đứng vào hàng ngũ thiên hạ thất bang chỉ có điều, những thành tựu này của hắn trong mắt người chí cường đứng đầu giang hồ như Tô Tín thì cũng không là gì. Cho nên, trước mặt Tô Tín, thái độ của Trần Tứ Hải cũng chỉ có thể cúi thấp đến nhường nào hay nhường nấy. Bởi có phần lớn võ giả, đến cả cơ hội quỳ bái Tô Tín cũng chẳng có. Tô Tín phất tay, lạnh nhạt nói, Trần Minh chủ khách khí. Chư vị, thiên hạ thất ban các ngươi rải rác khắp nơi trên giang hồ, nay tập trung đến đây tìm ta là vì chuyện gì thế? bởi chuyện lần trước kim cửu nguyệt cũng có thể nói là tương đối quen với tô tín nên hắn ngay lập tức đại diện cho những võ giả thiên hạ thất bang khác cười khổ nói tô đại nhân ngươi hẳn biết chuyện xảy ra trên giang hồ gần đây phật môn thật sự là quá mức bá đạo xin tô đại nhân ngươi chủ trì công đạo thay cho thiên hạ thất bang chúng ta bây giờ tô tín dù sao cũng vẫn là tổng minh chủ thiên hạ thất bang hơn nửa chuyện lần trước lúc giúp thích đạo huyền tìm đệ tử tô tính mở miệng một cái thiên hạ thất bang lập tức dồn toàn lực ra để giúp tô tính tìm cũng coi như là cho tô tính mặt mũi vì thế nên với bọn họ tô tính ngược lại không cường thế như khi đối diện với đại chu tính cách của tô tính là thế ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng thiên hạ thất bang nghe lời như vậy dĩ nhiên tô tính cũng sẽ không làm khó bọn họ cho nên tô tính nói thẳng chuyện phật môn ta đã biết trước khi các ngươi tới cũng đã có người tìm ta chủ trì công đạo đám người kim cửu nguyệt nhìn nhau một cái hãy còn người tới nữa sao trừ bọn họ ra trên giang hồ còn có ai có quan hệ tương đối gần gũi với tô tín nữa không phải là lục đại thế gia kia chứ tô tín nói thẳng là đại chu lời vừa thốt ra sắc mặt đám người thiên hạ thất bang cũng hơi biến đại chu chính là hoàng triệu trong thiên hạ mặc dù hiện tại chú tể giang hồ đều là những kẻ chí cường như tô tính. Tuy nhiên, với những bang phái như cỏ ven tường bọn họ mà nói thì đại chu hãy là một gã khổng lồ. Thế mà một gã khổng lồ như vậy cũng phải đi cầu viện tô tính. Nói không chừng lại còn đưa ra mức giá gì. Nếu đổi lại là bọn họ, có thể chẳng đưa ra được mức giá bằng một nửa đại chu nữa. Cái này phải làm sao cho phải đây? Cầu người hành sự phải có đánh đổi. Đây là phép tắc cũng là quy củ. Bất kể là với người bình thường hay là tại những thế lực võ lâm ở đây cũng thế. Bây giờ, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đại chu đã đưa ra mức giá thế nào. Dù sao thì thiên hạ thất ban bọn họ nhất định cũng không đưa ra nổi. Cho dù có là tất cả bọn họ gặp lại cũng thế mà thôi. Ngay lúc bọn họ còn đang lúng cuốn, Tô Tính lạnh nhạt nói, chư vị không cần phải lo. Ta giữ vị trí tổng minh chủ của thiên hạ thất bang, công đạo này ta dĩ nhiên sẽ chủ trì. Hơn nữa, đại chu mời ta xuất thủ, ta cũng không đòi đổi chắc gì. Ta chỉ cần bọn họ đồng ý một điều kiện thì sẽ ra tay. Bây giờ, ta cũng cho các ngươi sự lựa chọn như đại chu, chỉ cần các ngươi có thể đồng ý thì ta sẽ ra mặt vì các ngươi. Nghe Tô Tính nói thế, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không để ý lắm đến điều kiện Tô Tính muốn. Cái điều kiện này nếu đại chu cũng có thể đồng ý thì những bang phái tép riêu như bọn họ chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Kim cửu nguyệt lập tức nói, tô đại nhân có điều kiện gì cứ nói là được. Trong mắt tô tính lóe ra một tia lạnh, nói, điều kiện của ta rất đơn giản, đó chính là không ra tay thì thôi, nếu như đã ra tay thì các ngươi phải đứng cùng một chỗ với ta, đuổi cùng giết tuyệt phật môn. Lời vừa dứt, trong mắt đám người kim cửu nguyệt cũng lộ vẻ kinh hãi thậm chí so với lúc đám người thiết ngạo nghe được tin này thì còn chấn động hơn. Chương 2830 đánh cược dẫu sao thực lực và thân phận của bọn họ không giống thiết ngạo và triệu vũ niên. Mặc dù bọn họ được gọi là thiên hạ thất bang, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thảo mãn trên giang hồ mà thôi. Địa vị và thực lực chênh lệch rất nhiều so với phật môn lấy chuyện lần này làm ví dụ. Phật môn cho dù có hành sự bá đạo đến mấy đi nữa thì thiên hạ thất ban bọn họ cũng không dám ho he gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật môn không ngừng cắn nuốt quyền lực của bọn họ, để cho bọn họ không còn chút quyền phát biểu nào ở ngay trên địa bàn của bọn họ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng có thể chọn cách nương tựa vào Phật môn. Chỉ có điều, cho dù ngươi có dựa đầu vào Phật môn thì cũng vẫn phải làm theo quy tắc của Phật môn như thường. Mục đích bọn họ đến tìm Tô Tín còn đơn thuần hơn cả Đại Chu. Đại Chu còn muốn Tô Tín dạy dỗ Phật môn một chút. Còn Thiên Hạ Thất Bang đến thật sự chỉ là vì muốn Tô Tín đứng ra nói chuyện giúp bọn họ, để phạm vi thế lực của Thiên Hạ Thất Bang bọn họ giống như kim trướng Hàn Quốc hoặc đất Tam Tương kia, sát nhập vào dưới quyền Tô Tín, như vậy bọn họ mới có thể thực sự thoát thân. Nhưng ai nào ngờ, Tô Tín lại có thể nói ra lời kinh hãi đến thế cái hắn muốn lại chính là diệt tuyệt Phật môn. Chuyện kinh khủng này trước đây bọn họ không hề nghĩ tới. Nghĩ đến việc phải đối mặt với gã khổng lồ Phật môn. Đối phương chỉ cần phái ra một tên cao thủ là có thể diệt tuyệt cả một bang phái của bọn họ rồi. Đặc biệt là Phật đà sau lưng Phật môn. Đó là cường giả thời thượng cổ. Bọn họ rất nghi ngờ sau khi đám người thiên hạ thất bang bọn họ ra tay, sẽ bị Phật đà dùng một cái tác đã tàn sát toàn bộ rồi có điều vào lúc này trần tứ hải kia bỗng nhiên đứng ra hành đại lễ với tô tín nói tứ hải ta nguyện lấy tô đại nhân làm đầu lĩnh trần tứ hải bỗng nhiên nói thế khiến mọi người ở đây đều có hơi không kịp phản ứng có điều một khắc sau đám người kim cửu nguyệt lại mắng chửi trần tứ hải không biết là cái thứ gì sớm biết thế thì bọn họ đã không dẫn trần tứ hải đến trước đó bọn họ bị lời nói của tô tín dọa sợ trong lòng thực chất có một chút do dự nhưng bây giờ trần tứ hải lại ngay lập tức đứng ra gật đầu đồng ý cái này lại đẩy bọn họ vào tình thế nào đây là bên gia nhập thiên hạ thất bang cuối cùng cũng chưa từng tiếp xúc với tô tính thế mà trần tứ hải lại có lòng tin với tô tính đến thế nguyện ý nghe lời tô tính mà những người từng hợp tác với tô tính như bọn họ mà cự tuyệt thì há chẳng phải nói rõ là bọn họ không tin tô tính hay sao cái này há chẳng phải đang chọc cho tô tính chán ghét bọn họ hay sao thiên hạ thất ban bọn họ cùng đến đây thì đã đại diện cho việc bọn họ là một. Bây giờ, Trần Tứ Hải tự mình quyết định như vậy cũng là đang kéo bọn họ xuống nước. Cho nên mọi người vừa hung tận trừng mắt nhìn Trần Tứ Hải, vừa đồng loạt đứng ra chắp tay nói, bọn ta cũng nguyện ý lấy Tô Đại Nhân làm đầu lĩnh. Tô Tính nhìn Trần Tứ Hải kia, trên mặt hắn lộ ra vẻ rất hứng thú. Trần Tứ Hải này thật không phải là người bình thường, hành sự rất quả quyết, mạnh mẽ, nhưng đồng thời trong đó cũng có mùi vị đánh cược. Không sai, Trần Tứ Hải đang đánh cược. Trong thiên hạ thất bang, hắn là nhân tài mới nổi, thực lực cũng là yếu nhất. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy. Với đám người kim cửu nguyệt mà nói đây chính là nguy cơ, nhưng với hắn mà nói chưa chắc không phải là cơ hội. Tô tính mạnh, mọi người đều biết. Trần Tứ Hải dĩ nhiên cũng từng nghe nói đến. Chỉ có điều, thời gian cuộc khởi của Bách Đao Minh có hơi muộn. Dù cho bọn họ có muốn đi lấy lòng Tô Tín thì cũng không tìm được cơ hội. Ngay từ lúc Tô Tín nói hắn muốn đối phó với Phật Môn, khoảnh khắc đó Trần Tứ Hải liền biết, cơ hội của hắn đến rồi. Đám người kim cửu nguyệt do dự nhưng hắn thì không. Đám ban phái niên bang gia đại nghiệp đại, cũng truyền thừa được một thời gian lâu dài như thế rồi. Bọn họ không đánh cược được, do dự là chuyện rất bình thường nhưng bách đao minh của Trần Tứ Hải là một tay hắn gây dựng. Từ lúc bách đao minh cuộc khởi đến bây giờ, Trần Tứ Hải vẫn luôn đánh cược trên mũi đao tàn sát. May thay số mạng hắn không tệ, lần nào cũng thắng. Lần này, Trần Tứ Hải vẫn đánh cược như cũ. Thắng, thì biểu hiện lần này của hắn đã lọt vào mắt Tô Tín, sau này nhất định Tô Tín sẽ không bạc đại hắn. Hơn nữa, hắn còn có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc trong mắt cường giả như Tô Tín còn thua thì bách đao minh có bị phật môn nghiền nát hay không trần tứ hải không cân nhắc đến những chuyện này sợ trước sợ sau thì khi nào mới có thể được việc không bằng cứ dứt khoát quả quyết tô tính nhìn trần tứ hải hắn lạnh nhạt nói trần ban chủ ngươi rất được ta tin bách đao minh trong tay ngươi nhất định có thể có hào quang rực rỡ nghe tô tín khen ngợi trần tứ hải nhất thời biết hắn đã thắng cược được một nửa rồi ít nhất Hắn đã để lại ấn tượng nhất định trong lòng Tô Tín. Chương 2831, đánh cược 2, đa tạ đại nhân khen ngợi. Trần Tứ Hai kích động ông quyền nói, thấy bộ dạng này của hắn, Kim Cửu Nguyệt không khỏi mắng thầm, quỷ nịnh bợ. Đồng thời hắn cũng đang có hơi hối hận trong lòng. Khi nãy hắn do dự gì không biết trực tiếp đồng ý còn có thể đổi lấy hảo cảm của Tô Tín. Nhìn mấy người trước mắt, Tô Tín trầm giọng nói, chư vị, các ngươi có thể yên tâm. Tô Tín không dám chắc thì không đánh. Hơn nữa, Tô Tín ta cho tới giờ cũng đều không để cho đồng minh thất vọng. Đám người kim cửu nguyệt vội vàng nói, bọn ta dĩ nhiên có lòng tin với Tô Đại Nhân. Tô Tín dững dưng nói, có lòng tin là tốt. Bây giờ, người đại chu vẫn còn chưa quay lại đến khi người đại chu quay lại, chúng ta sẽ động thủ. Có điều, ta nói trước, nếu quyết nhất định động thủ rồi thì sau cùng đừng nảy sinh lòng già dạ tiểu nhân gì. Tô tính ta ghét nhất chính là loại người hai lòng. Đám người kim cửu nguyệt trét trong lòng, vội vàng nói, không dám. Ngay sau khi tô tính cùng đám người thiên hạ thất bang nói chuyện hết tất cả, thiết ngạo và triệu vũ niên cũng mang tin tức quay về thịnh kinh thành. Mới nghe được tin, cơ huyền viễn liền sửng sốt một chút sau đó hắn lớn tiếng nói tô tính điên rồi các ngươi cũng điên theo luôn à phật môn là gì chứ tô tính hắn cho rằng phật môn dễ đối phó như hoàng thiên vực thế sao còn muốn một kích tuyệt sát phật môn huống chi coi như là thắng thì tổn thương sẽ lớn đến nhường nào đại chu ta có gánh vác nổi hay không thiết ngạo lạnh lùng nói không đồng ý thì chúng ta có thể làm gì chẳng lẽ cũng chỉ trông vào Bắc nguyên đạo mà làm cái mà chúng ta gọi là thiên hạ hoàng triều à? Tô tính giàu gì cũng có chút quan hệ với đại chu ta, còn Phật môn là lục thân không nhận. Như vậy còn tốt hơn là chịu trận. Ít nhất, đứng về phía tô tín chúng ta cũng được nhiều lợi hơn. Thấy cơ huyền viễn còn muốn nói gì, thiết ngạo liền ngay lập tức nói với tiết chấn nhạc, người vẫn luôn giữ im lặng, tiết đại nhân, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tiết chấn nhạc trầm giọng nói, đều đã bị người ta dồn đến góc tường rồi còn thấy thế nào được nữa cho dù tô tín không muốn động thủ ta cũng muốn đi gặp những hòa thượng phật môn kia rồi thấy thái độ đó của tiết chấn nhạc nhất thời trong lòng cơ huyền viễn trùng xuống đến tận bây giờ hắn mới ý thức được ở trong toàn bộ đại chu quyền phát biểu của hoàng tộc họ cơ đã biến thành nhỏ nhất rồi ít nhất trên đại sự thế này một mình hắn đã không còn tác dụng gì nữa chỉ có điều chuyện như bây giờ, Đại Chu đã không còn có thể tiếp tục nội đấu nữa. Thêm vào đó, Thiết Ngạo cũng đã đồng ý với Tô Tín. Nếu Đại Chu nửa đường đổi ý, thì không cần phải đối mặt với áp lực chọc giận Phật Tông nữa, mà là chọc giận Tô Tín. Tình huống như vậy sẽ chỉ càng nát bét hơn. Cơ huyền viễn thở dài, nói, ba người các ngươi đi đi. Lần này Đại Chu ta cũng lấy vận nước ra đánh cược vậy. Thế gian đại tranh, đại chu ta cho dù không tranh thì đủ kiểu tranh chấp cũng dính đến chúng ta lần này ta không đi ta muốn trấn thủ ở thịnh kinh thành cho dù bại ta cũng phải cùng sống cùng chết với thịnh kinh thành thiết ngạo gật đầu một cái hắn cũng không nói gì nhiều cơ huyền viễn không muốn đi hơn phân nữa vẫn là e ngại khúc mắt với tô tín bên trong tây bắc đạo ba người thiết ngạo bí mật đến đây cũng e là sợ người phật tông phát hiện Tô Tín cũng hội ngộ bọn họ với thiên hạ thất bang, dĩ nhiên còn có cả những võ giả thủ hạ của hắn nữa. Bên trong phòng nghị sự lúc này của Tô Tín, có tới hơn 10 chân vũ cảnh, dương thần thì nhiều hơn. Thế lực này đã đủ để áp qua Phật Tông rồi. Dĩ nhiên, nếu như liều mạng thì cũng là cá chết lưới rách. Hơn nữa, nói không chừng sẽ còn có cả đạo môn nhúng tay vào. Đến lúc đó, lại dính tới cả địa phủ và dịch kiếm môn sau lưng Tô Tín. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, một trận đại kiếp giang hồ dường như sắp bắt đầu rồi. Tô tính đi vào trong phòng nghị sự, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị. Cả người mặc hát bào, quanh thân hắn rõ ràng không lọc chút khí thế nào nhưng lại khiến ánh mắt mọi người phải nhìn chăm chú vào. Hắn hệt như thể ánh mặt trời chói chang, vô cùng chói mắt. Trên thực tế, người có thể dùng một lời là có thể quy tụ được thế lực cường đại thế này trên giang hồ trừ phật đà thì cũng chỉ còn một mình tô tính chư vị cũng là vì chuyện phật tông mà đến ta cũng không muốn nói nhảm gì nhiều trước khi tính chuyện ta chỉ nói một câu bây giờ rút lui thì hãy còn kịp nếu có người tiết lộ tin tức ra ngoài làm hư chuyện thì đừng trách tô tính ta không nói tình cảm kế hoạch lần này của tô tính rất lớn muốn nhất cử diệt nhất mạch phật môn thì mọi phương diện đều phải được cân nhắc đến cho nên trước mắt bất kể là thiên hạ thất bang hay hoàng tộc đại chu bên nào dám phá hư chuyện thì tô tín sẽ trở mặt tại chỗ ngay thấy không ai dám rút đi lúc này tô tín mới trầm giọng nói hiện tại ba nhà chúng ta liên thủ uy thế cũng đã đủ kinh người nhưng cứng rắn mà đánh với phật tông sức chiến đấu phía trên ta không lo nhưng người bên dưới nhất định sẽ có tổn thất Chương 2832 bắt đầu kế hoạch cho nên ta muốn đổ thêm dầu vào lửa ở giang hồ. Phật môn không phải suốt ngày đi nói cái này là tà ma ngoại đạo, cái kia là bại hoại võ lâm hay sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút xem, trở thành kẻ địch của toàn võ lâm, Phật Tông sẽ thấy thế nào? Thiết ngạo câu mày nói, Tô Đại Nhân, ngươi tính điều động những thế lực giang hồ khác xuất thủ với Phật môn. Đây không phải là không thể mà là rất khó điểm thứ nhất là mặc dù lần này phật môn ra tay bá đạo nhưng cũng có giới hạn lúc chưa bắt được điểm yếu của người khác thì sẽ không làm gì chỉ dừng lại ở danh nghĩa đại nghĩa cái thứ hai chính là những thế lực bình thường chưa chắc dám quyết đoán đánh với phật môn như chúng ta nếu nói kế hoạch của chúng ta với bọn họ đám thế lực võ lâm kia khó dò lòng nói không chừng sẽ báo lại với phật môn sau cùng biến thành chúng ta và đối phương đánh một trận đại chiến cá chết lưới rách mà nếu chúng ta không nói cho bọn họ, phía sau không có chỗ dựa, đoán chừng bọn họ càng không dám đi phản kháng Phật môn đâu. Trong mắt tô tính lóe lên một tia lạnh, nói, trên thế giới này không có cái gì là không thể. Tự bọn họ không đốt lửa được thì chẳng lẽ chúng ta lại không thể cho bọn họ một bó đuốc. Trong mắt thiết ngạo lộ ra vẻ kinh dị. Nói, chia ra mà gây xích mít. Chiêu này của tô đại nhân cũng đã cũ lục phiến môn ta ngược lại cũng giỏi chiêu này lời này của thiết ngạo cũng không phải là đang nói móc tô tín điều hắn nói là sự thật ngày xưa lúc tô tín đảm nhiệm chức tổng bộ đầu ở giang nam đã dùng đến chiêu này vào lúc tiêu gia không thể nào ra mặt mà hoàn toàn đánh tan tiêu gia khống chế giang nam đạo trong tay nắm được toàn bộ võ lâm ở giang nam dĩ nhiên có dùng mưu kế xuất sắc đến đâu đi nữa thì cũng phải xem thực lực trước kia tô tín không có thực lực chỉ có thể khoác áo đại chu. Bây giờ, tô tính đã có thể trở mặt với Phật môn. Làm chuyện như vậy thì sự chắc chắn cũng sẽ lớn hơn một chút. Hơn nữa, chuyện này không chỉ mình tô tính từng làm, lục phiến môn cũng từng làm không ít lần. 49 đạo đại chu, lục phiến môn không thể bố trí nhiều lực lượng ở võ lâm từng đạo cho được. Đã như vậy, lục phiến môn muốn quản lý võ lâm trong đó thì bằng cách nào? Chỉ có thể phân hóa ra mà gây xích mít không cho bọn họ trở thành một nhóm vì lẽ đó thiết ngạo cũng rất quen thuộc với loại thủ đoạn này tô tính trầm giọng nói thủ đoạn như vậy chỉ có điều cách làm khác ta muốn khiến cho cả giang hồ đồng loạt đứng lên phản kháng lại phật môn phật môn không muốn làm quá vậy chúng ta phải ép phật môn làm quá chỉ có điều khối lượng công việc này quá lớn cần toàn bộ thiên hạ thất bang đại chu và thủ hạ của ta liên thủ mới có thể hoàn thành nhớ Động tác phải cẩn thận, thà chậm một chút, cũng không thể để cho Phật môn nhìn ra được dấu vết gì. Tô Tín nhìn mọi người xung quanh một cái, trầm giọng nói, đợi đến lúc cuối cùng bùng nổ, đống lửa này phải là chúng ta. Không phải Phật môn muốn giang hồ đại thế à? Vậy lần này ta sẽ cho bọn họ xem, giang hồ đại thế thực sự là thế nào. Mọi người ở đây đứng lên, đồng loạt ôm quyền với Tô Tín. Trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, đặc biệt là thiên hạ thất bang lần này, bọn họ đứng về phía tô tính. Điều này cũng gần như đặt cược lên người tô tính. Tô tính cùng đại chu gia đại nghiệp đại, thua cũng là thua thôi. Nhưng bọn họ mà thua thì chỉ còn nước diệt môn. Bởi vì kế hoạch lần này của tô tính quá lớn, cho nên tô tính chẳng qua là tạm thời chia ra khu vực phụ trách cho mọi người. Trên căn bản, đại chu, ám vệ, thiên hạ thất bang ba phương liên hiệp đồng loạt ra tay. Chuyện cụ thể sẽ do mỗi người phụ trách khu vực đó tự thương lượng. Dù sao thì cũng chỉ có một việc, ấy là chỉ cần có thể khích bác các thế lực giang hồ khắp nơi gây cùng Phật môn đến mức như nước với lửa thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, trong thất hùng hội tại những nam đạo, dưới quyền thẩm vô danh có hai người. Trong đó có một người nam nhân khoảng hơn 30 tuổi mặc quan phục lục phiến môn. Đây chính là người quen cũ của Tô Tín, thiết vô tình của thiết gia. Bây giờ hắn đã có thực lực dương thần cảnh, hơn nữa còn đứng hàng một trong tứ đại thần bộ. Người khác chính là thanh niên mặc y phục màu đen của ám vệ, có thực lực dung thần cảnh, chính là đệ tử tô tử thần của tô tính. Lần này, trong kế hoạch của tô tính, người phụ trách những nam đạo là thẩm vô danh, thiết vô tình cùng tô tử thần. Hiện tại, thực lực của ba người này vừa hay là chân vũ. Dương thần và dung thần, nhưng kỳ lạ là thân phận bọn họ lại ngược lại thân là đệ tử thân truyền của tô tín địa vị của tô tử thần thực ra là cao nhất những võ giả ám vệ tại những nam đạo phải nghe lệnh hắn tiếp đến là thiết vô tình hắn là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ ở thiết gia tại lục phiến môn bây giờ hắn đã là một trong tứ đại thần bộ đến khi thiết chiến bước chân vào chân vũ hắn liền có thể trở thành tổng bộ đầu của lục phiến môn Chương 2833, bắt đầu kế hoạch, hai, cho nên nhìn như thế, thẩm vô danh, người có thực lực mạnh nhất lại biến thành người có địa vị thấp nhất. Hắn trừ một cái thất hùng hội thì coi như không còn chỗ dựa nào khác. Lúc này, thiết vô tình nhìn tô tử thần, trong lòng đã không nhịn được mà bắt đầu cảm khái. Ngày xưa, tô tính là do hắn dẫn vào lục phiến môn. Khi đó, tô tính chính là tuấn kiệt trong thế hệ trẻ tại lục phiến môn, còn hắn là đối tượng đào tạo trong thế hệ trẻ tại thiết gia thậm chí lúc trước thiết chiến còn từng nói với thiết vô tình rằng tương lai hắn trở thành tổng bộ đầu lục phiến môn tô tính có thể làm tứ đại thần bộ phụ tá cho thiết vô tình hắn ban đầu thiết vô tình nghe mấy lời này còn cảm giác rất có đạo lý nhưng bây giờ nhìn một cái thì lại thấy không khác gì đang bị cười nhạo đừng nói là tô tính phụ tá cho thiết vô tình hắn bây giờ thân phận giữa Tô Tín và hắn đã khác biệt trời vực. Thậm chí, đệ tử của Tô Tín đã có thể nói chuyện ngang hàng với hắn rồi. Ngay lúc Thiết Vô Tình còn đang suy nghĩ miên man, Thẩm Vô Danh nói, Thiết Đại Nhân, Tô Tiểu Ca, lần này Tô Đại Nhân giao chuyện những nam đạo cho chúng ta, có thể thấy được trình độ coi trọng của Tô Đại Nhân với những nam đạo. Chỉ có điều, tính cách của Thẩm Vô Danh ta thì hai vị cũng biết. Một lão già không thích hợp chơi những trò mưu ma trước quỷ này, cho nên chuyện ở đây vẫn phải giao cho hai người quyết định. Thất hùng hội ta sẽ chỉ phụ trách chuyện hành động trên mặt nổi. Bày mưu tính kế gì sẽ giao cho hai vị vậy? Kế hoạch lần này của tô tính chia làm mười mấy khu vực. Những nam đạo này đúng là nơi tô tính coi trọng nhất. Cho nên nơi này có chân vũ cảnh thẩm vô danh, còn đệ tử thân truyền của hắn là tô tử thần, cùng đại diện cho thế hệ trẻ thiết gia, thiết vô tình thiết vô tình cùng tô tử thần đưa mắt nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ ngược lại cũng không tranh quyền chủ đạo gì. Tô tử thần chấp tay nói, tình hình ở những nam đạo, tình báo lục phiến môn linh thông hơn ám vệ ta. Mời thiết đại nhân giải thích chút về những nam đạo này vậy. Thiết vô tình cũng không khách khí, hắn ngay lập tức gật đầu, nói, không riêng gì chúng ta cực kỳ coi trọng những nam đạo mà đến cả Phật Tông cũng thế. Trong những nam đạo có thất hùng hội, còn có Thượng Quan Thị, một trong lục đại thế gia. Đây là hai thế lực có hai chân vũ. Cho nên, bên phía Phật Tông cũng phái ra một chân vũ trú đóng ở những nam đạo, chính là chân vũ ngày trước ở Phạm Thiên Vực. Phương trượng Kim Quang Tự, Nộ Diễm La Hán, Phổ Huyền. Lúc trước, bên trong Phạm Thiên Vực, thâm niên của Phổ Huyền còn lâu hơn cả Bì Già Đa La. Sau đó Phật đã thoát xác thành lập Phật Môn Linh Sơn, Kim Quang Tự cũng nhập Phật Môn. Lần này, phật đà cho đông đảo cường giả phật môn lập miếu xây chùa bên ngoài phổ huyền cũng xây lại kim quan tự ở những nam đạo tô tử thần nhíu mày nói hòa thượng này có phải là người tu luyện công pháp luyện thể tính khí rất nóng nảy không võ giả xuất thân phật môn mang tước hiệu cũng rất đặc biệt ví như trong tước hiệu mang hai chữ la hán kim cương thì đều là võ giả tu luyện thân thể hơn nữa tước hiệu của phổ huyền lại là nộ diễm la hán có thể tưởng tượng được tính khí của hắn là dạng gì. Lúc này, thẩm vô danh chen miệng nói, quả là như vậy. Phổ huyền hòa thượng này tuổi tác cũng không còn trẻ, có điều tính khí rất nóng nảy. Bà nội nó, lúc hắn mới đến những nam đạo, ta với thượng quan linh của thượng quan thị không làm gì được hắn. Hòa thượng này mặc dù tính khí nóng nảy nhưng thủ đoạn cũng có đến mấy phần, vẫn một mực nhẫn nhịn. Cuối cùng, chụp được chui một cái là đè luôn mấy thế lực nhỏ của thất hùng hội và thượng quan thị chúng ta. Ném trưởng môn của hai thế lực nhỏ này vào hắc ngục. Hai phái này phái người đến cầu ta và thượng quan linh, chuyện này dĩ nhiên cũng phải giúp một tay. Cho nên ta với thượng quan linh ra mặt đòi người. Ai nào ngờ, phổ huyền hòa thượng kia căn bản không thèm nể mặt chúng ta. Giết luôn trưởng môn hai thế lực nhỏ đó ở ngay trước mặt chúng ta. Nói đến đây, Mặt thẩm vô danh đầy vẻ âm trầm, phổ huyền hòa thượng kia căn bản có dụng ý khác. Hắn là nhắm vào ta và thượng quan thị. Trong cơn nóng giận, ta và thượng quan linh giao thủ với tên phổ huyền hòa thượng kia mấy chiêu. Chúng ta dùng hai địch một mới đánh ngang tay với đối phương. Hơn nữa, chúng ta không dám làm căng với phật môn, cho nên cũng chỉ có thể nhìn xuống. Nhưng nào ngờ, chúng ta vừa mới rời đi, chuyện này đã truyền khắp những nam đạo. Lúc này, ai cũng biết thất hùng hội và thượng quan thị không cứu nổi người của mình. Thậm chí dùng hai đánh một cũng không đánh thắng được hòa thượng Phật môn. Chuyện này vừa xảy ra, danh tiếng của thất hùng hội ta và thượng quan thị liền rơi xuống ngàn trường, ngay lập tức mất quyền khống chế những nam đạo. Hiện tại, những nam đạo trên căn bản là do Kim Quang tự định đoạt. Lúc này, ta với thượng quan linh mới phản ứng kịp. Tất cả những chuyện này e là đã được phổ huyền hòa thượng kia tính toán cẩn thận. Ta và thượng quan linh dù có ra tay hay không thì kết quả cũng thế. Dù sao chúng ta cũng không dám hoàn toàn trở mặt với Phật môn. Chương 2834, Thượng Quan Thị sau khi nghe thẩm vô danh nói xong, thiết vô tình cùng tô tử thần hai mắt nhìn nhau một cái, Chuyện này đúng là không đơn giản như vậy. Vị phổ huyền này mặc dù nóng nảy, cường thế, song thủ đoạn rất lão lạc. Người như vậy rất khó đối phó. Trình độ khó giải quyết của Phật môn so với tưởng tượng của đám người Tô Tử thần thì còn cao hơn. Có điều sau đó, bọn họ nghĩ một chút thì cũng bình thường lại. Nếu như Phật môn ở đây không khó giải quyết thì Tô Tính cũng sẽ không đưa bọn họ vào những năm đạo. Lúc này, Tô Tử thần hỏi, "Thẩm hội chủ, thái độ của thượng quan thị là thế nào thẩm vô danh hừ lạnh một tiếng nói cái lão thượng quan linh kia bị phật môn dọa cho sợ trước đó hắn vốn là người tiên vực hàng thiên vực của hắn là bên yếu nhất trong tiên vực cho nên thượng quan linh cũng dè dặt thành quen không có chút quyết đoán nào sau lần đó thượng quan thị hoàn toàn bị kinh sợ cho dù trong lòng tức giận cũng không dám nói gì thêm thiết vô tình cùng tô tử thần nhìn nhau một cái trong mắt đều lộ ra nụ cười không rõ ý của thẩm vô danh ở đây là nói lên rằng thượng quang linh đang kinh sợ thật ra thì bây giờ ngay lúc đầu tiên thất hùng hội đã kinh sợ rồi bao gồm cả lúc bọn họ đi mời tô tín làm chủ khi ấy thẩm vô danh cũng không đồng ý song lại bị trần tứ hải của bách đao minh éo lúc này hắn cũng chỉ có thể đồng ý có điều hai người ở đây cũng không vạch trần điểm này thiết vô tình trầm giọng nói đã như vậy thì chuyện lần này vẫn phải hạ thủ từ phía thượng quan thị sau đó thẩm hội chủ ở đây làm ra vẻ như hưởng ứng hai thế lực đứng đầu những nam đạo cũng đã ra quyết định thì những người khác cũng không cần nói nhiều nữa tô tử thần lạnh nhạt nói nếu đã như vậy thì chuyện này để cho ta làm đi thiết vô tình nhíu mày nói ngươi muốn tự mình ra tay có điều lần đó ở thiếu lâm tự ngươi có thể nói là nổi danh thiên hạ muốn tìm một người không nhận ra ngươi trên giang hồ thì rất khó khăn dĩ nhiên ngươi cũng có thể chọn cách dịch dung chỉ có điều như vậy sẽ dễ dàng bị nhìn ra sơ hở tô tử thần lắc đầu nói chưa cần phiền đến vậy phần lớn võ giả ám vệ ta mặc dù vô danh nhưng thực lực và năng lực cũng không phải chỉ thổi phòng tuyệt đối chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này hơn nữa chúng ta còn có thể lợi dụng một chút sơ hở của thượng quan thị chỗ sơ hở nào thiết vô tình hỏi trong mắt tô tử thần lóe lên một tia tinh mang nói đừng quên bây giờ thượng quan thị đã không còn là thượng quan thị ngày trước nữa thượng quan thị bây giờ chính là thế lực mới dung hợp từ hàng thiên vực của tiên vực và thượng quan thị của hạ giới con người thượng quan linh thực lực hay thủ đoạn cũng đều có cho nên có thể hoàn toàn dung hợp được hai thế lực vào chung một chỗ chỉ có điều cái dung hợp này của hắn chắc chắn không phải hoàn mỹ. Dẫu sao thì mặc dù bọn họ tuy đều mang họ thượng quan, nhưng vạn năm trôi qua, huyết mạch chỉ e là sớm đã chẳng còn bao nhiêu độ tương thích. Cứ như vậy, giữa hai nhóm người bọn họ rốt cuộc sẽ có bao nhiêu hiểu lầm. Cái này dễ có thể tưởng tượng được. Vừa nói, Tô Tử Thần liền thuật lại kế hoạch của hắn cho hai người kia một lượt. Thiết vô tình cùng thẩm vô danh đều gật đầu một cái, dùng nhỏ lật lớn, chuyện này ổn thỏa nhất, cũng là an toàn nhất. Chẳng may giữa đường xảy ra chuyện gì bất ngờ, bọn họ cũng có thể kịp thời ngừng kế hoạch, thi hành những phương án khác. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Tô Tử Thần liền ngay lập tức trời đi, cho một tên ám vệ trẻ tuổi khác đi vào. Thanh niên này nhìn có vẻ như chưa đến 20 tuổi nhưng đã có tu vi đỉnh cao tiên thiên. Dung mạo tuấn tú, ánh mắt sắc bén. Nhìn giống như là sói đói vậy. Hiển nhiên kinh nghiệm trong lúc thi hành nhiệm vụ tại ám vệ cũng không phải là ít. Tô Tử Thanh tham kiến đại nhân. Vị võ già trẻ tuổi kia cung kinh thi lễ với Tô Tử Thần, trong mắt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt và tôn kính. Bàn về bối phận trong ám vệ, hắn và Tô Tử Thần là người đồng lứa. Chỉ có điều, tuổi tác của hắn tương đối nhỏ mà thôi. Nhưng trong ám vệ, cho dù là người Tô Gia cũng không mở miệng nói về bối phận của đối phương, Tất cả đều lấy chức vị mà đối xử. Tô Tử Thần là phó tổng quản ám vệ, lại còn là đệ tử thân truyền của Tô Tín. Hắn trong ám vệ cũng coi là cao tầng. Hơn nữa, bây giờ, Tô Tử Thanh cũng rất sùng bái Tô Tử Thần. Tô Tử Thần cũng giống như Tô Tử Thanh, đều xuất thân từ dòng thứ Tô gia. Thậm chí, Tô Tử Thần hắn còn không bằng Tô Tử Thanh, nhưng hắn dám một thân một mình đi vào hang hổ, trở thành người máu chốt lật đổ Thiếu Lâm Tự chuyện này kể ở đâu cũng là truyền kỳ tô tử thần trầm giọng nói với tô tử thanh tử thanh lần này đại nhân phát chúng ta đến những nam đạo là vì chuyện gì hẳn ngươi cũng đã rõ ràng bây giờ nhiệm vụ quyết định rồi ta quyết định cho ngươi đi làm ngươi có chắc chắn không tô tử thanh ngay lập tức nói có trên mặt tô tử thần lộ ra nụ cười như có như không nói tử thanh đến cả nhiệm vụ là gì ngươi cũng không hỏi mà đã nói chắc chắn rồi Chương 2835, Thượng Quan Thị, 2, Tô Tử Thanh Thẳng thường nói, nếu đại nhân gọi ta đến thì chứng minh đại nhân cho là ta thích hợp thi hành nhiệm vụ này. Nếu đại nhân coi trọng ta như vậy thì ta dĩ nhiên chắc chắn. Ta không tin tưởng vào ta, chẳng qua là tin vào ánh mắt của đại nhân. Tô Tử Thanh hài lòng gật đầu một cái. Lúc hắn còn trẻ tính tình gấp gáp. Có điều, sau khi nằm vùng trong thiếu lâm tự, hắn đã trở nên vô cùng trầm ổn. Hơn nữa, Tô Tử Thanh này rất giống hắn lúc còn nhỏ, vì thế nên lần này Tô Tử Thần mới chọn hắn đến thi hành nhiệm vụ lần này. Được rồi, không nói nhảm nữa. Ta đã cho lục phiến môn soạn cho ngươi một thân phận mới. Thân phận của ngươi ở những nam đạo là nhị công tử lục gia, lục thanh. Vì bất hảo, cho nên thổi nhỏ đã bị đưa đến Phất Liễu Kiếm Tông ở Tương Tây, nơi có quan hệ với gia chủ lục gia để học nghệ, gần đây mới trở lại lục gia chuyện này đều là thật lục gia bây giờ đã bị ám vệ âm thầm khống chế hơn nữa phất liễu kiếm tông kia ở tận xa tương tây thân phận của ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề huống chi cho dù thực sự có người đến tương tây điều tra thì cũng không sợ tương tây là địa bàn của tô đại nhân cũng đã nói chuyện xong với bên phía phất liễu kiếm tông rồi bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là lục thanh của phất liễu kiếm tông tô tử thanh gật đầu một cái ám vệ bọn họ cũng có lúc dùng cách đổi thân phận để thi hành các loại nhiệm vụ hắn cũng không xa là gì tô tử thần tiếp tục nói lần này mục tiêu chính của ngươi là thượng quan lăng vân của thượng quan thị hắn chính là đệ tử kiệt xuất thuộc thế hệ trẻ của thượng quan thị ở hạ giới mặc dù thiên phú của hắn không tệ song con người lại tham hoa háo sắc quần là áo lụa cho nên không được trưởng bối thượng quan thị ưa thích thế hệ này ở thượng quan thị người được lực phủng là thượng quan dịch ở thượng quan thị bên phía kia người này thậm chí đã tấn thăng đến hóa thần cảnh nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản chính là kết thành bạn tốt với hắn cùng hắn ăn uống vui đùa sau đó gợi cho hắn làm ra chuyện khiêu khích tranh giới cuối cùng của phật môn càng nghiêm trọng càng tốt dĩ nhiên ngươi cũng không thể chỉ lo thân mình cũng phải làm thế có điều chỉ cần ngươi trốn ra trước là được bên ngoài sẽ có người tiếp ứng cho ngươi, giúp ngươi hoàn toàn chạy khỏi đó. Vừa nói, Tô Tử Thần liền đưa cho Tô Tử Thanh một tờ giấy. Phía trên có đủ các tiểu tiết. Tô Tử Thần cùng đám người thiết vô tình hầu như đều suy diễn đến tất cả những tình huống ngoại ý muốn một lượt. Chỉ cần Tô Tử Thanh làm theo trên này thì sẽ không có chuyện gì. Độ khó của việc này so với chuyện nằm vùng của Tô Tử Thần ở Thiếu Lâm tự năm đó còn đơn giản hơn gấp 10.000 lần. Phải biết, lần trước tô tử thần nằm vùng là đang đi đùa bẩn với tâm cơ của cường giả chân vũ cảnh. Hơn nữa, hắn không có bất cứ nội ứng nào, hoàn toàn đều phải dựa vào bản thân hắn. Bây giờ đổi thành tô tử thanh, hắn có kế hoạch tỉ mỉ, còn có lục phiến môn và ám vệ ở bên cạnh tiếp ứng. Cái khó duy nhất chính là gây chuyện xong chạy trốn thế nào. Nếu như cho dù có tiếp ứng mà Tô Tử Thanh cũng thất bại, thì chỉ có thể chứng minh lần này Tô Tử Thần nhìn lầm người trước mắt tô tử thần đây thật ra là đồ ngốc sau khi nhận được nhiệm vụ động tác của tô tử thanh cũng coi là rất mau lẹ sự thật chứng minh tô tử thần cũng không nhìn lầm tô tử thanh có thể nói là phát huy vượt xa bình thường chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã bắt được thượng quan lăng vân hoàn toàn trở thành bạn tốt của đối phương lúc này trong một tòa thanh lâu tại một ngôi thành lớn trong những nam phủ những nam đạo thượng quan lăng vân cùng tô tử thanh đang ngồi đối diện nhau uống rượu thượng quan lăng vân ở phía đối diện uống có hơi nhiều đang không ngừng kêu ca hắn bị đối xử không công bằng ở bên trong thượng quan thị thượng quan lăng vân vừa uống rượu vừa cười lạnh nói trước kia thượng quan thị ta chính là một trong lục đại thế gia mặc dù không coi là mạnh nhất nhưng trong lục đại thế gia thì cũng có thể được xếp hàng trung bình lưu bây giờ đám người hàng thiên vực kia lại vào bên trong thượng quan thị ta làm gì chứ? Thượng quan thị ta thực lực mạnh, nhưng cũng không mạnh quá mức. Kết quả, người vốn là thượng quan thị chúng ta lại bị người trong gia tộc liên tiếp gạt bỏ. Lục huynh, giàu gì ta cũng là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ này ở thượng quan thị. Thế mà cuộc sống của ta trong thượng quan thị lại chẳng bằng đệ tử bình thường của thượng quan thị trong hàng thiên vực. Còn cái tên thượng quan dịch kia nữa không phải hắn đột phá đến hóa thần sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu chứ? Lần trước vẫn dám dạy dỗ ta trước mặt mọi người. Nói gần đây có Phật môn áp chế, nói ta đừng có đi ra ngoài gây chuyện. Hắn là cái thái gì chứ? Nếu không phải vì hắn là đệ tử thượng quan thị ở hàng thiên vực. Tài nguyên trong gia tộc cũng nghiêng về hắn thì bây giờ, người bước vào hóa thần cảnh hẳn phải là ta mới đúng. Tô Tử Thanh ở một bên phụ họa, một bên khinh thường cười một tiếng trong lòng. Chương 2836, cưỡng ép thượng quan lăng vân này cũng coi là có thiên phú, bằng không sẽ không thể nào mới còn trẻ thế này đã đạt đến đỉnh cao tiên thiên. Đáng tiếc, tính cách hắn lại là tham hoa háo sắc, không chí tiến thủ, lãng phí cả cái tên phụ mẫu hắn đặt cho, cũng lãng phí cả một thân thiên phú của hắn. Nếu như hắn có thể bỏ cái thói quen tửu sắc này đi để nghiên cứu võ đạo thì bây giờ hắn cũng không thể không tấn thăng đến hóa thần. Tô Tử Thanh vừa rót rượu cho Thượng Quan Lăng Vân, vừa cười nói: "Thượng Quan huynh, hôm nay có rượu hôm nay say, đừng suy nghĩ mấy thứ vô dụng đó làm gì nữa." "Đúng rồi. Ta nghe nói, Khải Châu phủ có một tiểu thế gia Lâm gia. Trưởng nữ nhà đó nghe nói có dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn." Không biết Thượng quan huynh có hứng thú nạp về làm thiếp hay không? Với thân phận và địa vị của Thượng quan huynh ngươi thì đây cũng chỉ coi như là một câu nói mà thôi, Lâm gia kia sẽ ngay lập tức chủ động đưa con gái ra ngay. Cho dù hắn không chủ động, Thượng quan huynh cũng có năng lực để đối phương chủ động, không phải sao? Thượng quan Lăng vân trời sinh tham hoa háo sắc, đến bây giờ chính thê không có nhưng thiếp thất đã đến hơn 30 rồi có người là do những tiểu gia tộc muốn tạo quan hệ với thượng quan thị mà chủ động đề nghị có người là vì thượng quan lăng vân lợi dụng thủ đoạn mà cưỡng ép được với lời đề nghị của tô tử thanh với trình độ háo sắc như thượng quan lăng vân là lúc trước hắn sẵn sàng đồng ý chỉ có điều bây giờ thượng quan lăng vân có chút chần chừ nói nhưng trước đó đám người phụ thân đã nói bây giờ phật môn rất cường thế toàn bộ giang hồ những nam đạo đều đang sợ bóng sợ gió cho nên ta phải biết điều một chút đừng có ra khỏi những nam đạo cách thượng quan thị quá xa tô tử thanh khinh thường cười lạnh một tiếng nói thượng quan huynh trước đó ngươi còn nói là thượng quan dịch quản giáo ngươi kết quả đâu cần hắn quản giáo bản thân ngươi cũng bị kinh sợ rồi được lời này coi như ta chưa nói cô nương kia ngươi không muốn tê thì ta có thể thu mặc dù lục gia ta không có uy danh lớn như thượng quan thị song cũng lớn hơn tiểu gia tộc bất nhập lưu đó chắc hẳn người của tiểu gia tộc đó rất hoan nghênh ta đến thượng quan lăng vân nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ do dự cuối cùng hắn vẫn hừ lạnh một tiếng nói đi thì đi trên mặt tô tử thanh lộ ra một nụ cười thế nhưng trong lòng hắn lại rất khinh thường thượng quan lăng vân này căn bản là một tên ngốc điển hình một tên mà đến cả dục vọng trong lòng cũng không khống chế được mà còn muốn trở thành người thừa kế thượng quan thị. Đúng là trò đùa. Có điều. Nói đi nói lại thì nếu như thượng quan Lăng Vân này không phải là kẻ ngu ngốc thì ám vệ cũng không lấy hắn làm mục tiêu. Kết quả, Tô Tử Thanh liền dẫn theo thượng quan Lăng Vân cùng một nhóm lớn người làm ở thượng quan thị rồng rắn đi Khải Châu Phủ. Lúc này, Lâm gia Khải Châu Phủ đang cùng một tiểu gia tộc khác là phương gia làm tiệc đính hôn lâm gia cùng phương gia đều là những gia tộc nhỏ bất nhập lưu gia chủ hai nhà chẳng qua là tiên thiên sơ kỳ mà thôi có thể nói vừa là võ lâm thế gia vừa là gia tộc bình thường con gái lâm gia cũng quả thực là có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn là người đẹp nức tiếng xa gần nhưng gia chủ lâm gia cũng không có giả tâm gì lớn hắn cũng rất thương con gái của mình cho nên căn bản cũng không có ý định đưa nàng ra gả về những gia tộc lớn hồng kết giao Lần này, con gái của hắn đính hôn với nhị công tử Phương gia cũng là vì hai bên cùng nhau lớn lên từ nhỏ, coi như là thanh mai trúc mã. Bây giờ cũng là tình đầu ý hợp, cho nên gia chủ Lâm gia mới đồng ý cho hai người làm đám hỏi. Lúc này, gia chủ Lâm gia ở cửa, mặt nở nụ cười nghênh đón khách khứa tới lui. Lâm gia bọn họ là tiểu gia tộc, nên khách khứa đến đều là người trong Khải Châu phủ. Mọi người hầu hết đều là người quen. Mà lúc này Gia chủ lâm gia trông thấy một hòa thượng đến, hắn vội vàng chủ động hành lễ, nói, Lạc Vân Thiền Sư đến lâm gia ta đúng là rồng đến nhà tô mà. Hòa thượng kia có tu vi hóa thần cảnh, nhìn dáng vẻ từ mi thiện mục, sau lưng hắn còn hai tiểu hòa thượng đi theo, ông theo một món quà. Hắn chấp hai tay, thi lễ với gia chủ lâm gia, nói, từ khi Kim Quang Tự đến những nam đạo tới giờ, lâm gia chủ ở Khải Châu Phủ đã giúp cho Phật môn Kim Quang Tự không ít, lần này lệnh ái đính hôn, mời bần tăng đến làm chủ trì, bần tăng dĩ nhiên phải nể mặt rồi. Gia chủ lâm gia nghe vật nhất thời mặt mày hồng hào. Nói, Lạc Vân Thiền Sư khách khí rồi. Mời, mời vào bên trong. Phật môn thống trị những nam đạo, mặc dù đối với những thế lực lớn và những phe có giả tâm lớn kia mà nói là một kiểu xâm hại lợi ích, nhưng với tiểu gia tộc bất nhập lưu như lâm gia thì chẳng có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, Lúc Kim Quang Tự muốn mời chào đệ tử ở Khải Châu Phủ, những thế lực nhỏ ở địa phương không có lấy một bên đứng ra hỗ trợ, chỉ có Lâm Gia đứng ra, làm địa đầu xa, giúp cho Kim Quang Tự tìm đệ tử. Hành động này cũng lấy được hảo cảm của Phật Môn. Chương 2837, Cưỡng ép 2, trước đó, Phật Đà đã nói với bọn họ, mặc dù phật môn muốn nhúng tay vào việc địa phương nhưng phải có chứng cứ có lý mới được cường thế bá đạo cũng được nhưng phải nói phải trái đám người phật môn phía dưới cũng không phải đồ ngốc bọn họ cẩn thận lý giải những lời này một phen trong lúc cường thế bá đạo đồng thời cũng phải nâng đỡ một ít những tiểu gia tộc ủng hộ và tương đối trung thành với phật môn lâm gia là một trong số đó cho nên bây giờ lâm gia mời cao tăng phật môn đến chủ trì lễ đính hôn phật môn cũng thực sự nể mặt phái đến một tên võ giả hóa thần cảnh lúc này những võ giả khải châu phủ khác trông thấy lâm gia có tài cán lớn đến vậy mời được cả người phật môn tới bọn họ cũng không khỏi cảm khái trong lòng gia chủ lâm gia ngày thường không tranh không đoạt nhưng thật đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi vào thời khắc mấu chốt lại thu được hảo cảm của phật môn nghi thức đính hôn được thuận lợi cử hành có điều lúc này người làm lâm gia bên ngoài lại lớn tiếng nói thượng quan lăng vân công tử thượng quan thị đến thăm nghe lời này xong sắc mặt mọi người ở đây đều biến sắc gia chủ lâm gia là ngạc nhiên lâm gia bọn họ chỉ là một tiểu gia tộc bất nhập lưu so với thượng quan thị lâm gia không khác gì con kiếm so với con voi vậy thực lực của một người trong thượng quan thị cũng mạnh hơn so với hắn rồi hắn cũng không có liên lạc gì với thượng quan thị thượng quan thị đến tìm hắn để làm gì? Mà ở đây, có một số võ giả kiến thức tương đối nhiều sắc mặt hơi biến. Bọn họ thường xuyên ở bên ngoài, cũng đã nghe nói đến danh tiếng của vị công tử thượng quan thị này. Đối phương không phải là vì con gái lâm gia mà đến đấy chứ. Nếu là như vậy thì lâm gia xui xẻo rồi. Thượng quan lăng vân háo sắc thành tính. Hắn nhìn trúng con gái nhà ai, nếu gia tộc đó chủ động dâng lên thượng quan lăng vân kia cũng coi như là hành sự có chú trọng hắn cũng biết vận dụng tất cả năng lực trong tay mình để giúp gia tộc đó với lực lượng của thượng quan thị dù hắn chỉ là đệ tử trẻ trong thượng quan thị lực lượng hắn nắm trong tay cũng còn hơn cả những tiểu gia tộc bình thường thế nhưng nếu gia tộc đó cự tuyệt thủ đoạn của thượng quan lăng vân kia sẽ không ôn hòa như thế nữa chắc chắn sẽ để lộ tính xấu rõ ràng cho nên người này giống như con chuột trên đường ở toàn bộ những nam đạo vậy nếu không phải là vì hắn xuất thân từ dòng chính thượng quan thị thì ngay cả nội bộ thượng quan thị cũng sẽ nghiêm trị hắn thượng quan lăng vân cười lớn đi ở phía trước tô tử thanh yên lặng đi theo sau lưng hắn nhìn chăm chú tất cả xung quanh khi nhìn thấy vị lạc vân thiền sư kia ánh mắt hắn nhất thời hiếp một cái trước đó ám vệ báo cho hắn là lâm gia chắc chắn sẽ mời một tên tăng nhân phật môn đến làm người chủ trì nhưng rốt cuộc phật môn sẽ phái ai đi thì ám vệ không biết có điều trước đó ám vệ từng có phân tích với thân phận của lâm gia phật môn phái ra một võ giả tiên thiên đến là có khả năng nhất dẫu sao thì gia chủ lâm gia kia cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi nhưng ngay cả người ám vệ cũng không ngờ tới Lần này Phật môn vì muốn lung lạc những tiểu gia tộc dựa vào Phật môn mà cho lâm gia mặt mũi như thế, phải hẳn đến võ giả hóa thần cảnh. Nghĩ đến chuyện lát nữa phải làm, Tô Tử Thanh cũng hơi có chút khẩn trương. Có điều, Tô Tử Thanh khẩn trương, song thượng quan Lăng Vân lại rất ung dung. Hắn tùy tiện chấp tay với gia chủ Lâm Gia, nói, Lâm Gia chủ, tại hạ nghe nói, tiểu thư Lâm Gia hiện lương thuộc đức, dịu dàng, phóng khoáng, vì lẽ đó nên ta nguyện ý bỏ ra nhiều tiền đón nàng đến thượng quan thị ta không biết gia chủ lâm gia ngươi có bằng lòng hay không lời vừa nói ra mọi người ở đây ai nấy đều xôn xao một vài người biết lai lịch của thượng quan vân đều thở dài một hơi quả là như vậy xem ra lâm gia này xui xẻo rồi mà lúc này lâm gia đại tiểu thư vừa mới đi ra trên mặt cũng lộ vẻ kinh hãi còn có nhị công tử phương gia kia trên mặt cũng lộ vẻ giận dữ bên này thượng quan lăng vân trông thấy tướng mạo của lâm gia đại tiểu thư kia mắt cũng nhất thời sáng lên vị lâm gia đại tiểu thư này quả nhiên giống như lục thanh nói có thể nói là quốc sắc thiên hương chuyến này quả là có giá trị cho dù lúc về nhà có bị phạt cũng đáng trong mắt gia chủ lâm gia lộ ra một tia khổ sở hắn vội vàng nói thượng quan công tử xin thứ lỗi tiểu nữ đã đính hôn cùng người khác rồi Thượng quan Lăng Vân không mấy quan tâm, vung tay lên nói, "Chỉ mới đính hôn chứ đã thành thân đâu." "Sợ cái gì?" Cho dù đã vào động thì bổn công tử cũng không quan tâm. "Gia chủ Lâm gia đừng vội từ tuyệt. Bổn công tử lần này rất có thành ý đấy." Vừa nói, Thượng quan Lăng Vân vung tay lên, người làm thượng quan thị nhanh chóng mở hộp quà trong tay ra. Bên trong đó có đủ các loại đan dược, công pháp, còn có một ít tài nguyên tu luyện hiếm có các loại những thứ này với thượng quan lăng vân mà nói thì chẳng qua chỉ là thứ tầm thường mà thôi đặc biệt là công pháp cái này chẳng qua là công pháp thượng quan thị cho người làm tu luyện mà thôi